Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đại biểu về dự đại hội, căn cứ Điều 22, Điều 23, Điều 24 quy chế bầu cử trong Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên để thực hiện bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin báo cáo kết quả bầu cử các chức danh cụ thể như sau. Ban thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí. 1. Đồng chí Đặng Như Thọ tái cử. 2. Đồng chí Phạm Văn Độ tái cử. 3. Đồng chí Phan Hữu Đạt. 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết. 5. Đồng chí Tô Quyết Thắng. 2. Chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đặng Như Thọ tái cử. 3. Chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Độ tái cử. 2. Đồng chí Phan Hữu Đạt. 4. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Hữu Đạt tái cử. Đồng chí Tô Quyết Thắng tái cử. Đồng chí Phạm Văn Phúc tái cử. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết. Đồng chí Hà Đức Thắng. 5. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Phan Hữu Đạt tái cử. Xin chúc mừng các đồng chí đã được Ban chấp hành Đảng bộ tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức danh trên. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí trong Ban chấp hành chúng ta ra mắt đại hội. Mời các đồng chí. Thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu về dự đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí để đảm đương trọng trách công tác trong nhiệm kỳ tới. Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 mà đại hội bầu ra vừa thể hiện tính liên tục, tính kế thừa, vừa thể hiện rõ quyết tâm đổi mới đội ngũ cán bộ của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới. Với quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phương hướng của kế hoạch 5 năm 2020-2025 mà đại hội quyết định, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 xin hứa trước đại hội, chúng tôi luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cùng với sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo các khóa trước, sự ủng hộ của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu đại hội, của toàn Đảng bộ xã nhà dành cho chúng tôi. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu về dự đại hội. Sau đây, tôi xin thông báo quyết định của Ban Thường vụ ủy về phân bổ đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Nam, huyện ủy Thanh Liêm số 884 Thanh Liêm ngày 20 tháng 3 năm 2020 quyết định về việc phân bổ số lượng đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 129 ngày 9 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và kế hoạch số 138 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Căn cứ thông báo số 649 ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam về việc bổ sung số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ số lượng tổ chức cơ sở đảng,
số lượng đảng viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở, xét báo cáo đề nghị của Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định. Điều 1, phân bổ số lượng đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ xã Liêm Cần như sau. Đại biểu chính thức là 9 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiệm là 1 đại biểu không bầu tại đại hội, đại biểu bầu tại đại hội là 8 đại biểu, trong đó khối đảng 1 đại biểu, khối chính quyền 2 đại biểu, khối đoàn thể 2 đại biểu, khối y tế giáo dục 1 đại biểu, khối cơ sở thôn 2 đại biểu, 1 bí thư chi bộ, 1 trưởng thôn, có cơ cấu kết hợp nữ 1 đại biểu, trẻ tuổi dưới 35 1 đại biểu dự khuyết là 1 đại biểu. Điều 2, căn cứ số lượng, cơ cấu Đại hội Đảng bộ xã Liêm Cần tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng nguyên tắc quy định của Đảng. Điều 3, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân huyện và Đảng bộ xã Liêm Cần thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Lê Hoàng Thiên đã ký. Kính thưa Đại hội, sau đây thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trình bày đề án bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025, thi hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Căn cứ quyết định số 884 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng đề án bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau. 1. Tiêu chuẩn việc bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 phải theo quy định của điều lệ Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn đã nêu trong chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên gồm những đồng chí tiêu biểu đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên. 2. Về số lượng, theo quyết định 884 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ xã Liêm Cần là 9 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên 1 đại biểu không phải bầu tại đại hội, đại biểu bầu tại đại hội là 8 đại biểu, đại biểu dự khuyết là 1 đại biểu để thay thế khi đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt quá trình đại hội. 3. Về cơ cấu, đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 dựa trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, song cần chú ý đến cơ cấu đoàn đại biểu, có đại biểu là cấp ủy huyện, có đại biểu hoạt động ở các lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, có đại biểu là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đại biểu là cán bộ thôn. Dự kiến bầu đại biểu chính thức có cơ cấu cụ thể như sau. Công tác đảng, 1 đại biểu, phó bí thư thường trực. Công tác chính quyền, 2 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu, cơ cấu là nữ. Công tác đoàn thể, 2 đồng chí. Giáo dục, 1 đại biểu. Cơ sở, 2 đại biểu, 1 bí thư chi bộ, 1 trưởng thôn. Trên đây là đề án nhân sự bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề án. Đại biểu nào nhất trí với đề án nhân sự trên xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí? Không có. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với đề án bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin cảm ơn Đại hội. Kính thưa Đại hội, căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30,
nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đảng bộ xã Liêm Cần với số lượng là 9 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 8 đại biểu bầu tại đại hội, đại biểu bầu chính thức là 8 đại biểu bầu dự khuyết là 1 đại biểu. Căn cứ điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, ban hành kèm theo quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên tắc thể lệ bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 về cơ bản như nguyên tắc thể lệ bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ xã, song cần lưu ý một số điểm sau. Khi bầu, danh sách bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết được lập chung một danh sách. Bầu đại biểu chính thức trước, số còn lại bầu đại biểu dự khuyết. Tại điều 20 của quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo quyết định 244 quy định, trường hợp bầu đại biểu chính thức đã đủ số lượng, vẫn còn một đại biểu có số phiếu được bầu hơn một nửa so với số đại biểu được triệu tập, thì đại biểu dự khuyết được lấy trong số các đại biểu đó theo kết quả được bầu từ cao xuống thấp. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không, bầu tiếp do đại hội quyết định. Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định. Căn cứ vào tiêu chuẩn số lượng, cơ cấu theo đề án nhân sự đã trình bày ở phần trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 chuẩn bị nhân sự bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trình bày danh sách nhân sự bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể là: 1. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1963, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Vực Trại Nhuế. 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1956, Bí thư chi bộ thôn Tam Tứ. 3. Đồng chí Phan Hữu Đạt, sinh năm 1973, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. 4. Đồng chí Phạm Văn Độ, sinh năm 1964, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã. 5. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, sinh năm 1975, công chức lao động, thương binh và xã hội. 6. Đồng chí Phạm Văn Phúc, sinh năm 1980, Phó Bí thư chi bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Liêm Cần. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Sinh, sinh năm 1969, Bí thư chi bộ thôn Nhất Nhì. 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết, sinh năm 1986, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. 9. Đồng chí Nguyễn Duy Thường, sinh năm 1995, Bí thư chi đoàn thôn Tam Tứ. 10. Đồng chí Hoàng Ngọc Vinh, sinh năm 1966, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Trên đây là danh sách nhân sự bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn chủ tịch xin báo cáo đại hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Văn Toàn, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, lên điều hành nội dung thảo luận, ứng cử và đề cử. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin ý kiến đại hội về nội dung thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn chủ tịch xin ý kiến của đại hội thực hiện việc thảo luận ứng cử đề cử tại hội trường. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí thảo luận ứng cử đề cử nhân sự tham gia bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu huyện Thanh Liêm lần thứ 30 tại hội trường, xin cho biểu quyết. Cảm ơn đại hội. Đại biểu nào không nhất trí ạ? Không có ạ. Đại biểu nào có ý kiến khác ạ? Không có. Như vậy, 100% đại biểu dự đại hội nhất trí thực hiện thảo luận ứng cử đề cử nhân sự tham gia bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 tại hội trường. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, căn cứ vào đề án danh sách nhân sự bầu đại biểu chính thức dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 mà đoàn chủ tịch đại hội trình bày ở trên, đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội, có đại biểu nào có ý kiến khác ạ? Không có. Có đại biểu nào ứng cử không ạ? Không có. Có đại biểu nào đề cử nhân sự không ạ?
Không có. Như vậy, không có đại biểu nào có ý kiến khác về đề án và danh sách nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 mà đoàn chủ tịch đại hội trình bày. Không có đại biểu nào tham gia ứng cử, đề cử, xin cảm ơn đại hội. Đoàn chủ tịch đại hội đề nghị đại hội biểu quyết danh sách đề cử bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Nguyễn Đức Cường. 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng. 3. Đồng chí Phan Hữu Đạt. 4. Đồng chí Phạm Văn Độ. 5. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà. 6. Đồng chí Phạm Văn Phúc. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Sinh. 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết. 9. Đồng chí Nguyễn Duy Thường. 10. Đồng chí Hoàng Ngọc Vinh. Đại biểu nào nhất trí với danh sách nhân sự trên xin cho biểu quyết ạ. Vâng, cảm ơn đại hội. Có đại biểu nào không nhất trí không ạ? Không có. Có đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách nhân sự bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ban kiểm phiếu tiếp tục lên làm việc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đại hội, được đại hội tiếp tục tín nhiệm ban kiểm phiếu chúng tôi. Trước khi đi vào kiểm phiếu, ban kiểm phiếu xin nhắc lại một số quy định để các ông chí bỏ phiếu cho nó đảm bảo đúng quy chế. Thứ nhất, các ông chí nghiên cứu kỹ và gạch tên. Tôi nhắc lại là đúng giữa họ và tên, chứ không gạch là ở dưới đít cái họ và tên đó, hoặc là chỉ gạch một chữ họ hoặc tên. Các ông chí lưu ý. Thứ hai, những đồng chí nào mà gạch sai hoặc là phiếu có nghi vấn đánh dấu thì đề nghị các ông chí mang trực tiếp lên đổi tại là ban kiểm phiếu. Thứ ba, khi đi bỏ phiếu là rút kinh nghiệm buổi sáng, các ông chí sau khi bỏ xong đề nghị các ông chí về ngay tại vị trí ngồi để ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc. Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Cao Khải, đồng chí Đinh Quốc Huy, đồng chí Phan Thanh Hải và đồng chí Lê Văn Viễn vào kiểm tra thùng phiếu và niêm phong. Vừng trời đông anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu chẳng bay về trong nắng mới, đàn chiều dân xiết tay nhau quanh đảng lao động Việt Nam với kết toàn không đau bền vững, đời cần lao thầm tình yêu trôi niềm tin vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc, nào cầm tay sát vai nhau xung qua liền trên đường tranh đấu tới hòa bình, nhà hay vua rèn nước vàng gặp cờ đang lao động Việt Nam vì nhân dân trời đông anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới, ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh đảng lao động Việt Nam khối kết đoàn công đồng bền vững, người cần lao thầm tình yêu trôi niềm tin vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc, nào cầm tay sát vai nhau xung vua liềm trên đường tranh đấu hòa bình, nhà máy vua rèn vua vàng ngập lao động Việt. Xin báo cáo với đại hội, ban kiểm phiếu xin báo cáo tổng số phiếu phát ra 217, số tổng số phiếu thu về 217. Đề nghị công chí cho ban kiểm phiếu cho phiếu vào thùng phiếu và niêm phong. Xin phép đại hội, ban kiểm phiếu được mang thùng phiếu về vị trí quy định và làm việc. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu về dự đại hội. Sau đây, đại hội tiếp tục nội dung tham luận tại hội trường. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh lên trình bày tham luận. Sau phần tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Nhuận là đồng chí Hoàng Quốc Thành chuẩn bị. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội, là đại biểu về dự đại hội đảng bộ
xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt cho gần 400 cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Liêm Cần, tôi tham luận nội dung các cấp Hội Cựu chiến binh xã Liêm Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh, giữ vững và nâng cao phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Kính thưa đại hội, qua nghiên cứu các văn kiện trình đại hội gồm phần đánh giá những thành tựu, kết quả trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, mục tiêu, biện pháp tổ chức chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đánh giá và nhất trí cao công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội đảng của đảng ủy nhiệm kỳ vừa qua. Nội dung tham luận của tôi là làm rõ và nhấn mạnh thêm về các cấp hội cựu chiến binh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững và nâng cao phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Kính thưa đại hội, Hội Cựu chiến binh xã Liêm Cần có 361 cán bộ hội viên, trong đó có 130 đồng chí là đảng viên, tuổi đời bình quân sấp xỉ 70 tuổi. Trong đó số hội viên Hội Cựu chiến binh trẻ tham gia hầu hết vào các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể chính trị của xã và giữ các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận tại các thôn. Tỷ lệ thương binh, bệnh binh, gia cam của xã chiếm trên 90% là hội viên Hội Cựu chiến binh, một tập thể mà hầu hết đã trải qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc đóng quân nơi biên giới hải đảo, nơi có nhiều khó khăn nhất của Tổ quốc. Về với đời thường, trong điều kiện phát triển của đất nước, của địa phương, những cựu chiến binh chúng tôi cũng trăn trở trước những khó khăn của cuộc sống, những mặt trái của xã hội, song tình người, tình đồng đội, trong đó có cả một số đồng chí đã cống hiến một phần xương máu của mình để giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà các hoạt động như ngày hội đồng ngũ, kỷ niệm ngày thành lập các quân đoàn, quân chủng, quân binh chủng hoặc ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đó là những ngày mà cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh sống lại thời vàng son của mình, một thời máu lửa của tuổi trẻ, cống hiến tuổi xuân cho đất nước, tự hào truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Về với đời thường, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh đã chú trọng phát huy công tác nghĩa tình đồng đội, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, nhận trước cấp ủy chính quyền các thôn chăm sóc quản lý cùng với nhân dân các làng tu sửa nâng cấp các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ các thôn từ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng, đặc biệt là nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thôn Vực Trại Nhuế. Những năm gần đây, bất cứ ai đi ngang qua nhà bia đều cảm thấy lạnh lòng, từ tình người tới trách nhiệm của các cấp. Cũng trong năm 2019, Ban chấp hành Chi hội Cựu chiến binh thôn đã đề xuất với cấp ủy chính quyền bằng mọi cách phải sửa sang nâng cấp nhà bia tưởng niệm, một cuộc cách mạng trong thôn với rất nhiều mâu thuẫn. Song sau gần một năm trời được sự ủng hộ nhiệt tình, có trách nhiệm của nhân dân, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh được giao nhiệm vụ như một cuộc chiến lăn lộn giữa đời thường làm gương cho con cháu mai theo. Khánh thành khu nhà bia, ngày nay ai đi qua khu tưởng niệm đều thấy ấm lòng, ấm tình người, ấm tình làng. Với các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, ngọn lửa lòng này có một phần công lao của các cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh. Nhân dân cũng cảm thấy đó là cái gương, cái nghĩa, cái tình của anh bộ đội Cụ Hồ. Kính thưa đại hội, chiến tranh đã lùi xa, tuổi của cựu chiến binh ngày càng cao. Năm 2019, có 11 đồng chí cựu chiến binh về với Tổ tiên. Cái cao của tuổi trẻ, cái cao của tuổi tác không làm mờ cái gương của người lính năm xưa. Hàng ngày, các cựu chiến binh vẫn thường xuyên tiếp cận sách báo, tin tức, thời sự. Bằng các hội thảo truyền thống, các anh vẫn tự tôi rèn, luôn làm sáng tỏ gương của những người đã trả một phần xương máu vì đất nước, vì sự phát triển của địa phương. Từ tư tưởng tới hành động, hội viên Hội Cựu chiến binh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động điều hành của chính quyền, đấu tranh thẳng thắn, công khai, chân thành, sống tình người, tình đồng đội và làm gương cho con cháu noi theo. Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh luôn là lực lượng tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, không có hội viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý. Các chi hội cựu chiến binh hàng năm đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Hội Cựu chiến binh xã 5 năm qua đều đạt cơ sở hội trong sạch vững mạnh xuất sắc. Kính thưa đại hội, trong không khí thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, trong lúc cả nước chống dịch như chống giặc như hiện nay, lực lượng cựu chiến binh chúng tôi càng thấy trân trọng cuộc sống, giữ cho mình, cho gia đình, cho xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, là vinh dự lớn lao của anh bộ đội Cụ Hồ. Xin kính chúc đoàn đại biểu, kính chúc các đại biểu, khách cùng toàn thể đại hội sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt đoàn chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn ý kiến
tham luận của đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Quốc Thành, Bí thư chi bộ Công an xã lên tham luận. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Sau phần tham luận của đồng chí Hoàng Quốc Thành, đồng chí Vũ Văn Báu, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chuẩn bị. Kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội, trước hết tôi đồng ý với bản dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí Đặng Như Thọ thay mặt đoàn chủ tịch vừa trình bày trước đại hội. Được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin phát biểu tham luận với nội dung công tác tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Kính thưa đại hội, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh trên địa bàn xã. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã lãnh đạo lực lượng công an xã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an xã cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, chi bộ công an xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Về trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn xã được kiềm chế, không có tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã triển khai thực hiện nghiêm luật phòng chống ma túy, nắm vững tình hình phát triển, phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều tụ điểm về ma túy, trong đó tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trên địa bàn xã không có đường dây mua bán ma túy nào. Về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an xã đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện đã mở nhiều đợt cao điểm giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng trên đường. Vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua có nhiều chuyển biến tốt, giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tham mưu cho cấp ủy Đảng giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, nhất là những vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn xã, tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp, không để bị động bất ngờ. Lực lượng công an xã đã phát huy vai trò xung kích, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, trực tiếp giải quyết từ 75 đến 80% số vụ xảy ra theo đúng thẩm quyền. Phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp quả tang, chủ động thường xuyên phối hợp với các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn và các tổ chức đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân như luật cư trú, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật phòng cháy chữa cháy, vân vân, và các văn bản pháp luật quy định của địa phương về an ninh trật tự nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh giác, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của nhân dân. Với chức năng nhiệm vụ được giao, công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình và quản lý nhà nước về trật tự xã hội, quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giữ vững vai trò là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Lực lượng công an xã đã thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề, những phần tử xấu, những đối tượng vi phạm pháp luật, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau đại hội. Trong các ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng công an xã đã nắm vững mọi hoạt động của những đối tượng hình sự để có những biện pháp ngăn chặn, làm vô hiệu hóa các hoạt động vi phạm pháp luật như gọi hỏi, răn đe, giáo dục, thông báo cho nhân dân các hình thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn, tổ chức cho 100% các hộ dân tại địa phương ký cam kết không vi phạm pháp luật. Đến nay, công an xã đã được chính quy hóa, tăng cường sức mạnh, đảm bảo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn cơ sở.
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an xã đã và đang nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kính thưa các đồng chí, bên cạnh những thành quả đã đạt được để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hơn nữa, chi bộ công an xã đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. Một là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Ủy ban nhân dân xã đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hai là tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, nhất là những vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp, không để bị động bất ngờ. Ba là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của xã. Bốn là tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 48 CTTVK ngày 22 tháng 10 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, nghị quyết của Quốc hội và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Năm là tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh và nâng cao có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung vào những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiếp tục duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình phong trào đang phát huy hiệu quả như 3 giảm, 4 giữ, v.v. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Cuối cùng, xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Văn Báu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp lên tham luận. Sau phần tham luận của đồng chí Vũ Văn Báu, đồng chí Đinh Duy Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các đồng chí đảng viên về dự đại hội. Được sự cho phép của ban tổ chức đại hội, tôi xin phép được thay mặt chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Liêm Cần tham luận các giải pháp thực hiện tốt các mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất nông nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, góp phần ổn định và phát triển kinh tế cho nhân dân trong địa bàn toàn xã. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới đoàn chủ tịch đại hội, các vị đại biểu khách quý cùng các đồng chí về dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể đại hội, trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Đặng Như Thọ, huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ xã Liêm Cần vừa trình bày trước đại hội và ý kiến các tham luận của các đồng chí đảng viên trong đại hội. Liêm Cần là một xã thuần nông trồng lúa với diện tích đất tự nhiên là 725,23 ha, diện tích canh tác là 379,84 ha, có 4 thôn, 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, có làng nghề cây đá cảnh và nghề thu gom vật liệu. Với chức năng nhiệm vụ quy định của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp là hoạt động các dịch vụ cho xã viên trong hợp tác xã tạo cho kinh tế phát triển hộ và đồng thời kinh doanh dịch vụ có lãi phát triển về kinh tế tập thể. Chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ Liêm Cần dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy xã, sự trực tiếp chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân và Hợp tác xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã cùng với các cơ sở thôn làng tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
cùng các chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Năng suất lúa bình quân từ 110 đến 120 tạ trên 1 ha trên năm, thực hiện nghị quyết số 05 ngày 8 tháng 4 năm 2016 của tỉnh ủy về kế hoạch và kế hoạch 1281 ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá về phát triển nhanh bền vững nông nghiệp nông thôn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2016-2025. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Liêm Cần đã tổ chức xây dựng các mô hình điểm cánh đồng mẫu tại cơ sở Tam Tứ với diện tích 31,5 ha, áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện ba cùng, cùng giống, cùng quy trình sản xuất, cùng điều kiện canh tác, đã đạt được hiệu quả tổ chức, trình diễn và triển khai chung trong toàn xã. Xây dựng các kế hoạch trong sản xuất các năm, cơ cấu giống, mùa vụ thích hợp, vụ mùa tập trung vào trà sớm, vụ chiêm xuân tập trung vào trà muộn, cơ cấu giống hợp lý, lúa lai 45% là 271 ha, lúa thuần 36% là 136,84 ha, lúa hàng hóa là 19% đạt 72 ha, gieo cấy tập trung trong thời vụ tốt nhất trong thời gian từ 10 đến 15 ngày. Để chỉ đạo trong công tác sản xuất, chi bộ đã bám sát vào các nghị quyết của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp huyện và trực tiếp là Ủy ban Nhân dân xã ra nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện. Đã tổ chức mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn cho cán bộ, xã viên và nhân dân trong toàn xã nâng cao trình độ nhận thức trong việc học tập và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các cơ sở thôn làng hàng năm tổ chức từ 7 đến 12 lớp, thu hút hàng nghìn người tham gia, tập trung vào các nội dung như kỹ thuật gieo cấy, kỹ thuật chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và công tác chăn nuôi. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin kính chúc đoàn chủ tịch đại hội, các vị đại biểu khách quý cùng các đảng viên và dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đồng chí. Tiếp theo chương trình tham luận, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đinh Duy Hưng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã lên tham luận. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Hà Nam, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, kính thưa đại hội, được sự nhất trí của đoàn chủ tịch đại hội, cho phép tôi thay mặt cho lực lượng vũ trang xã Liêm Cần tham luận trước đại hội về công tác tuyển chọn gói công dân nhập ngũ, công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện lực lượng dân quân, công tác quản lý lực lượng dự bị động viên. Lời đầu tiên, thay mặt cho lực lượng vũ trang xã nhà, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên về dự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên về dự đại hội, kính thưa đại hội, trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí cao với báo cáo chính trị về công tác lãnh đạo, nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí bí thư Đảng bộ vừa trình bày và các ý kiến đại biểu đã thảo luận trước đại hội. Để làm rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, với những thành tích kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi xin bổ sung vào bản báo cáo một số nội dung cụ thể như sau. Phát huy truyền thống của quê hương Liêm Cần trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, Liêm Cần là địa phương luôn đi đầu với truyền thống thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, nhiệm vụ tuyển chọn gọi công nhân ngũ hàng năm luôn được cấp ủy chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công tác quân sự địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ và được cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo hàng năm của Đảng bộ và được quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phát huy vai trò làm tham mưu của Ban chỉ huy của xã, phối hợp với các ban ngành đoàn thể
từ xã đến các thôn tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Trước khi dừng lời, cho phép tôi thay mặt cho lực lượng vũ trang xa nhà một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên về dự đại hội là chúng kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, phần tham luận tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường đến đây tạm dừng. Các ý kiến tham luận còn lại đề nghị các đồng chí gửi về đoàn chủ tịch đại hội và đoàn thư ký đại hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Huân, trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên lần thứ 30. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin thông qua biên bản bầu cử. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ xã Liêm Cần, đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025, Liêm Cần ngày 24 tháng 3 năm 2020. Biên bản bầu cử đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2020, đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu cử đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 10 đồng chí có tên sau đây, xếp theo thứ tự A, B, C. 1. Đồng chí Nguyễn Đức Cường. 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng. 3. Đồng chí Phan Hữu Đạt. 4. Đồng chí Phạm Văn Độ. 5. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà. 6. Đồng chí Phạm Văn Phúc. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Sinh. 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết. 9. Đồng chí Nguyễn Duy Thường. 10. Đồng chí Hoàng Văn Vinh. Đại hội biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu gồm 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Huân làm trưởng ban, cụ thể như sau. 1. Đồng chí Nguyễn Văn Huân. 2. Đồng chí Phan Thanh Hải. 3. Đồng chí Trần Cao Khải. 4. Đồng chí Đinh Quốc Huy. 5. Đồng chí Nguyễn Thị Chỉ. 6. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành. 7. Đồng chí Lê Xuân Viễn. Đại biểu đại hội, tổng số đại biểu dự được triệu tập 217 đồng chí. Tổng số đại biểu dự đại hội đại biểu 217. Tổng số đại biểu bị bác tư cách tại đại hội không có đồng chí nào. Số cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội không. Số đại biểu chính thức vắng mặt không có đại biểu dự khuyết thay thế không. Tổng số đại biểu dự đại hội có mặt khi bầu 217 đồng chí. Kết quả cụ thể như sau. Về phiếu bầu, số phiếu phát ra 217. Số phiếu thu về 217, số phiếu hợp lệ 209, số phiếu bầu đủ số lượng 197, số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu, số phiếu bầu thiếu 1, 9 phiếu, số phiếu bầu thiếu 2, 3 phiếu, số phiếu không hợp lệ 8 phiếu, 8 phiếu này phiếu bầu là đều không đảm bảo số lượng theo yêu cầu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau, xếp theo thứ tự trong phiếu theo phiếu bầu. 1. Đồng chí Nguyễn Đức Cường 166 phiếu bằng 76,50%. 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng 150 phiếu bằng 69,12%. 3. Đồng chí Phan Hữu Đạt 207 phiếu bằng 95,39%. 4. Đồng chí Phạm Văn Độ 207 phiếu bằng 95,39%. 5. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà 200 phiếu bằng 92,17%. 6. Đồng chí Phạm Văn Phúc 189 phiếu bằng 87,10%. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Sinh 111 phiếu bằng 51,15%. 9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết 199 phiếu bằng 91,71%. 9. Đồng chí Nguyễn Duy Thường 64 phiếu bằng 29,49%. 10. Đồng chí Hoàng Văn Vinh 164 phiếu bằng 75,58%. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 230, nhiệm kỳ 2020-2025. Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. 1. Đồng chí Phạm Văn Độ 207 phiếu bằng 95,39%. 2. Đồng chí Phan Hữu Đạt 207 phiếu bằng 95,39%. 3. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà 200 phiếu bằng 92,17%. 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiết 199 phiếu bằng 91,71%. 5. Đồng chí Phạm Văn Phúc 189 phiếu bằng 87,10%. 6. Đồng chí Nguyễn Đức Cường 166 phiếu bằng 76,50%. 7. Đồng chí Hoàng Văn Vinh 164 phiếu bằng 75,58%. 8. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng 150 phiếu bằng 69,12%. Biên bản này bản thành 3 bản và thông qua tại đại hội lúc 14 giờ 10 phút ngày 24 tháng 3 năm 2020. Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Văn Huân xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội vừa được nghe đồng chí Nguyễn Văn Huân, trưởng ban kiểm phiếu
báo cáo biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến Đại hội, đại biểu nào nhất trí với biên bản kiểm phiếu mà ban kiểm phiếu vừa báo cáo, xin cho biểu quyết ạ. Vâng, cảm ơn Đại hội. Có đại biểu nào không đồng ý không? Không có. Có đại biểu nào có ý kiến khác ạ? Không có. Như vậy là 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 là 8 đại biểu. Xin đề nghị đại hội cho tràng hóa thai. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Thế Thọ thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên điều hành phần đại biểu dự khuyết. Xin trân trọng với mời đồng chí. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, theo đề án bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 đã trình và đã được đại hội biểu quyết nhất trí. Vừa qua, đại hội đã bầu được 8 đại biểu chính thức. Trong danh sách còn lại có một đồng chí đạt số phiếu trên 50% phiếu bầu. Theo quy định, đồng chí Nguyễn Thị Sinh đã trúng cử là đại biểu dự khuyết. Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Thị Sinh đã trúng cử là đại biểu dự khuyết. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội vừa nghe đồng chí Nguyễn Văn Huân, trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản về kết quả bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với biên bản kiểm phiếu vừa qua, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không đồng ý? Không có. Đại biểu nào có ý khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí với biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Thị Sinh đã trúng cử là đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu huyện Thanh Liêm lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, tại buổi làm việc chiều ngày 23 tháng 3 năm 2020, đại hội đã nghe đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đoàn chủ tịch đại hội xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí? Không có. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Thị Nhiên thay mặt đoàn thư ký đại hội lên thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội. Thay mặt đoàn thư ký đại hội, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần, nhiệm kỳ 2020-2025, thi hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chỉ thị 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kế hoạch số 138 KHHU ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành thời gian 1,5 ngày từ 13 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến
17 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020. Tổng số đại biểu được triệu tập 217 đồng chí, có mặt 217 đồng chí. Đại hội đã nghe thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30 và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội quyết nghị: 1. Nhất trí với báo cáo và về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30 và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 3. Đại hội đã thảo luận, nhất trí khẳng định nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Liêm Cần đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Những kết quả nổi bật là sản xuất nông nghiệp tiếp tục giành được thắng lợi, có sự chuyển dịch đúng hướng, duy trì diện tích gieo cấy cả hai vụ, sản lượng lương thực có hạt là 4.208,6 tấn trên năm. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp được chú trọng ở tất cả các khâu. Nhân dân đã mạnh dạn đưa các giống mới, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để tăng giá trị sản xuất. Trên đây là dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn thư ký xin kính trình đại hội, xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội vừa nghe đồng chí Đào Thị Nhiên thay mặt đoàn thư ký đại hội lên báo cáo dự thảo nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với dự thảo nghị quyết đại hội cho biểu quyết. Đại biểu nào không đồng ý? Không có. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Độ lên báo cáo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng xã Liêm Cần phát triển toàn diện trên các lĩnh vực để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022 và từng bước xây dựng xã Liêm Cần giàu mạnh, văn minh. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin trình bày dự thảo chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực như sau. Một nhỏ là nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng cơ giới hóa, cánh đồng mẫu lớn với cơ cấu mùa vụ phù hợp, đảm bảo sản xuất các nông sản sạch, an toàn, có giá trị, phấn đấu chăn nuôi theo quy mô trang trại vừa và nhỏ trở thành ngành chính, tập trung phát triển nhanh, mạnh các ngành nghề có ưu thế, dân dụng, gia công, cơ khí, cây đá cảnh, duy trì phát triển các nghề sẵn có tại địa phương, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 16%, phấn đấu tỷ lệ lao động trong nông nghiệp đến năm 2025 còn 20%, quyết tâm xây dựng quê hương Liêm Cần vững mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, đẹp về nếp sống văn hóa,
Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng, cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Như Thọ lên tặng hoa các đồng chí không tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và bế mạc đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội. Đại hội vừa nghe đồng chí Phạm Văn Độ trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 để đóng góp vào chương trình hành động của đảng bộ xã Liêm Cần trong nhiệm kỳ tới. Thì sau đây xin được xin ý kiến của các đồng chí đại biểu về dự đại hội. Mời các đại biểu ạ. Trong chương trình hành động thì đề cập đến các nội dung, các lĩnh vực. Vì vậy là trên cơ sở đã được trình bày tại đại hội thì đề nghị các đồng chí đại biểu là đóng góp ý kiến vào cái chương trình hành động để giao cho ban chấp hành thực hiện trong cái nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây xin trân trọng kính mời các đại biểu đóng góp vào dự thảo chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí đại biểu có ý kiến không ạ? Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội. Đại hội đại biểu đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 15 đồng chí trong ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội đã đề ra, được đảng bộ và nhân dân ghi nhận. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ đều có tinh thần, đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ vững được phẩm chất đạo đức, lối sống, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gắn bó gần gũi với nhân dân, được đảng bộ và nhân dân tín nhiệm cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào điều kiện tuổi tác, có 4 đồng chí không tham gia tái cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành đại hội ghi nhận những thành tích mà nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được, trong đó có sự đóng góp của 4 đồng chí. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lên nhận hoa của ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. 1. Đồng chí Đinh Văn Toàn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. 2. Đồng chí Hà Tất Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Công an xã. 3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dự, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân xã. 4. Đồng chí Vũ Văn Báu, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Liêm Cần. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Tất Thắng có công việc đột xuất, vì vậy không về tham dự được. Sau đây mời 3 đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội. Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đại hội đã thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã lựa chọn và bầu đủ 15 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ 30 gồm 8 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng quê hương Liêm Cần ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với niềm vui, phấn khởi và tin tưởng này, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đại biểu đại hội và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn.